tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì có rất nhiều người gọi điện thoại và comment bên dưới hỏi tôi là làm cách nào để mua ô tô dễ nhất và nó an toàn nhất. Thì xin thưa với các bạn là như thế này, để mà mua ô tô và dễ dàng và an toàn nhất thì các bạn hãy làm một cái việc đơn giản nhất, đó là nhờ những người thợ có lương tâm. Và cái thứ hai là các bạn hãy nên đến những cái hiệu nào đó mà người ta có bảo hành nhé. Các bạn hãy nên đến những người thợ, đến những hiệu nào đó người ta gọi là có bảo hành. Bảo hành là gì? Tức là các bạn cảm thấy rằng không có một cái rủi ro nào khi người ta hứa rằng là đối với các đại lý thì là sẽ hứa một điều, đó là nếu như mua xe của tôi mà về không ưng, có thể chỉ mất một phần phí dịch vụ nhỏ thôi nhá. Một phí dịch vụ nhỏ đó là gì? Một phần phí dịch vụ nhỏ đó là chỉ cần mất khoảng 2, tức là nếu như không ưng trong vòng khoảng 3 cho đến 5 ngày thì các bạn thì có thể trả lại xe và chỉ mất một phí nhỏ, ví dụ khoảng 2 triệu tiền phí để trả lại cái sản phẩm đó. Thì một trong những cái này là rất nhiều những đại lý người ta không dám làm, bởi vì người ta bán cái xe nó không còn tốt. Cho nên là các bạn hãy chọn những người thợ, thứ nhất là tôi có lương tâm là gì, đó là những người thợ người ta, nếu người ta có lấy tiền dịch vụ để xem xe cho mình thì người thợ đó phải là cứng về xe này, phải là có người có kỹ năng về xe. Và có một việc nữa, đó là cái người đó, các bạn hãy nói một câu như này thôi: em là những người mà không hiểu gì về xe cả, em giao tất cả mọi thứ cho anh bảo hành cho em về giá. Thứ nhất là nếu như xe không tốt thì giá phải không tốt, chứ không thể là mua một con xe giá không, con xe không tốt nhưng mà lại lấy một cái giá bằng cái xe tốt thì không được. Ví dụ tôi nói là như thế nào, cái tiền nào thì nó phải đấy. Đơn giản nhất là cái thị trường, ví dụ như là một con xe nào đó ở thị trường đang là 260, 270, nhưng mà khi bạn chấp nhận phải mua một con xe taxi thì bạn chỉ giao ở mua ở 220, 230 thôi. Hoặc là một con xe này là đáng lẽ ra một con xe này là về gầm bệ máy nó không tốt thì chúng ta phải đổi lại, đó là chúng ta phải chọn để về cái cộng cái tiền phí sửa để làm sao để cho nó ngang bằng với một con xe mà nó tốt ở ngoài thị trường. Việc nữa đó là các bạn hãy nói một câu là thôi em không biết gì về xe và em sẽ giao tất cả phần này cho anh, thôi em gửi bác từ 2 đến 5 triệu để cho bác chọn lại cho em một con xe làm sao cho nó tốt nhất. Thứ nhất là anh bảo hành em về giá và sau này anh lại là người bán chẳng hạn thế. Hai là cái đến những nơi cửa hàng cửa hiệu nào người ta có bảo hành về chất lượng xe. Thứ nhất là bảo hành về giá cả. Đơn giản nhất là với tôi, những người nào không ưng xe của tôi thì tôi sẽ, nếu các bạn tưởng tượng này, khi bạn đến một hãng Toyota mới hoặc là một cái cửa hàng nào mới, hoặc là các bạn tưởng tượng đi mua một xe máy thôi, thì nếu như các bạn đặt lại tiền thì người ta sẽ không hoàn tiền cho các bạn, hoặc là hoàn lại các bạn một phần tiền rất nhỏ. Nhưng với tôi là nếu ví dụ như là ở cửa hàng cửa hiệu của tôi thì đơn giản nhất là nếu như đã mua xe của tôi thì tôi không ưng, tôi không quan tâm đó là vì bất kỳ một lý do gì, có thể là về nhà một số người không ưng, hoặc là có thể là một số người nào họ nói là con xe này không tốt, thì đến với tôi được hoàn lại tiền và tôi chỉ bắt phí, chịu phí dịch vụ nhỏ, đó là cái phí đó trong vòng 3 ngày coi như là với 2 triệu bạc. Thì đối với một cái sản phẩm lớn như ô tô thì thường thì nếu như mua ở một nơi nào đó khác tôi không nói ở đâu, nhưng đối với tôi rất nhiều người đến chỗ nhà tôi và đến cửa quầy quán của tôi thì người ta kể rằng là em mua và em phải chịu thiệt đi vài chục triệu. Đó là một trong những cái rất là thiệt thòi đối với những người mà đi mua xe. Bản chất chúng ta kiếm vài chục triệu nó hoàn toàn rất là khó và hoàn toàn không phải dễ gì để có được cái việc đó. Cho nên là hãy đến những nơi nào mà bạn cảm thấy rằng là không có rủi ro về tài chính và không có rủi ro về giá cả và không có rủi ro về xe. Tôi nói là như này là rất ít người làm được việc này. Thì đối với thế giới phát triển rồi, cái điều kinh doanh là phải có lương tâm. Thứ hai là kinh doanh là phải kinh doanh bằng chính những cái năng lực. Và một điều nữa đó là chúng ta sẽ kinh doanh bằng cách là bảo hành về chất lượng và dịch vụ cộng với lại những cái khoản tài chính để làm sao đó cho khách hàng của chúng ta nó trở nên yên tâm hơn về mọi mặt và không có độ rủi ro, không có một chút rủi ro nào cả. Nhưng mà cũng rất ít người trả lại hàng thôi, nhưng mà nếu như trả lại hàng thì có một số khách hàng người ta khó tính, hoặc một số khách hàng người ta không còn giữ vững được lập trường thì có thể người ta trả lại hàng. Thì nên chúng ta đến một cái quầy quán nào để là an toàn về tài chính của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn cái salon nào có bảo hành về phần trả lại hàng, nhưng mà phải trả lại tiền. Thì đó là cái cách mà chúng ta nên chọn xe để mua xe là dễ dàng nhất. Thì các bạn, tôi nói lại một lần nữa là các bạn hãy chọn salon nào đó trả lại tiền cho các bạn. Việc nữa đó là các bạn hãy chọn người thợ nào người ta có lương tâm và người ta có cái kỹ năng thật tốt về xe và có những cái
cái chuyên môn về xe để xem cho biết cho các bạn biết rằng là có cái điều những cái phần xe nào lỗi, cái phần xe nào mà máy không tốt, phần gầm nào không tốt để các bạn có thể có khi về các bạn đỡ được cái thiệt thòi về những cái cấp độ hoặc là đỡ được thiệt thòi về tài chính để cho gia đình các bạn hạnh phúc hơn và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cái cách hôm nay tôi chia sẻ cái clip video này. Và có một điều gì nữa mà các bạn mong muốn tôi chia sẻ thì hãy cứ comment ở bên dưới và tôi có để số điện thoại và để số điện thoại bên dưới các bạn có thể gọi điện rồi tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và nhớ là nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và share cho mọi người cùng xem. Và cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Và chúc các bạn một ngày hạnh phúc, vui vẻ. Chào các bạn.